chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách đi nướng thịt vịt nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách nướng vịt. Trước tiên mình sẽ bắt bếp ra các bạn nhé. Mình sẽ đi nấu và nướng bằng than cho nó ngon. Nghe chỗ rồi tắt. Nướng vịt không phải bộ mật ong, nướng gà chúng ta sẽ dùng mật ong các bạn nhé, tại vì cho cái lớp da của gà nó giòn hơn. Khi mình xa cơ thất thế trong cuộc đời, người ta mang mình ra là mẹ ba khi gian nan con nhà tàn. Hỏi thế nhân ơi có mấy anh đã. Đấy, mình sẽ đặt thịt vịt bên cạnh vào đã các bạn nhé, để cho nó cháy hết cái lớp mà mình vừa mới đốt đã các bạn. Anh không lo được em trong giấc mơ vô vọng, là một người đàn ông khao anh có thể cho anh buồn. Hồi xưa không yêu anh, người ta sẽ cho anh ấm mềm. Bây giờ mình sẽ đặt thịt vào để nướng nha các bạn. Mỡ nó ra các bạn rất là nhiều.
Đây, đây cách nướng thịt. Chưa gì đã đen rồi chứ chưa chín rồi các bạn nhé. Nướng này rất là lâu, cầu kỳ lắm các bạn. Muốn ăn ngon thì phải lăn vào bếp. Gì vẫn chưa là cháy lắm các bạn nhé, tại vì để cho nó xong rồi còn cạo ra các bạn. Đây. Cách nướng thịt vịt nha các bạn nha, mình đặt lên vỉ mình nướng đấy các bạn.
chỉ ai ôm theo, vô mình sẽ sao thế đó. Lấy dùng giấy để quạt cho lửa đều các bạn nhé. Đấy là cách nướng thịt vịt. Để anh trổi quét rồi. Đã có cầu cầu tí đã buồn nhỉ, cầu chắc chị trên nghề lợi nó lại chán rồi à. Nên nó mượn nó không biết bỏ hại con cầu gì. Nó ngứa là cầu chán chiều là chán được con chị đúng bên tiếng ăn đến gặt luôn nó tộc đúng bên đây chỗ mấy con gì gần vịt đây nó có làm chi được không cả cả tám cả nữa chiều ngọt quá. Việc để ở dưới đó luôn mà không? Nó thì tới nhà mà đi làm đâu. Hôm qua thấy trong đều gặp rồi mà. Chắc mang xuống chỗ thành phố rồi đó. Thành chú các bạn.
thằng đến làm cái đường tô tới kia vô dạ. Chắc đang can đường để cho tô vô thế ở đây chắc mở rộng à chăm bờ sông chăm bờ sông đi chăm cống nhé có điều kiện chứ chợ chăn nuôi cứ cắm cũng mở rộng chứ kiểu mấy người đến mua bán nữa đấy à chỉ cứ đi cho thuận tiện như đi rồi. Mà kiểu khó không đến vô đường đi tí nó mua cho vô lưng ngứa lại bắt mang chở ra cống cống này đứng đợi bố chắc lên nó từ sáng rồi sao? Ủa cháu đi lúc 7 giờ. Thế nhỉ cháu? Đứng trong đây à? Dạ. Thế này em thử đứng đây nhìn đôi mô mà không mà. Nhà chán lên chứ. Người chạy. Đang quạt này cho con than có lửa để nướng nha các bạn nhé. Cái đường hoàng này rất rõ ràng luôn đấy. Cách nướng thịt vịt
càng quạt cho nhiều than thì nướng càng ngon các bạn nhé. Có để chăm lo cho một người con gái không? Vì quá ngu si nên để ai đã yêu vô vào. Có để chăm lo cho một người con gái yêu vui cuối lòng.
chưa? Đấy là cách nướng vịt nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ đổi góc. Vịt đây. Vịt đang đặt trên vỉ đấy các bạn nhá. Cách nướng vịt. Ồ đi quay thì quay tự quay đủ chứ chi. Cô có được ạ? À? Được đúng rồi, vừa đó mà cô có được không ạ? À? Đi nữa. Thank you.
vịt này các bạn nha. Cửa hàng quả lửa đây các bạn. Mua gì? Chiều có đón mẹ không? Chiều có đón không ạ? Đứa chiều lên. Chiều lên một lần ông xứ gần đi chợ chiều đi lên đón lần nữa. Đúng chưa? Đi mà tải là quay đủ đi, quay mổ cũng cứ đủ chứ rồi tải lên chiều lên rồi mua chờ một tí nữa huyền ra đi quay cái gì đi quay thì tải đi xong về mà quay chờ đi tải xong lại lên lấy xăng rồi chiều lại phóng lên lai mẹ về nó thì bị gầy cái gì đi làm đi thì đi đi khách hàng là thượng đế đi đi nói cho mình còn mày đặt nhiều than, nấm
vịt là phải dùng bằng than các bạn nhé. Hôm còn làm đã làm hôm qua để làm để đưa mặn không biết suy nghĩ gì. Đang ở nhà cả chán chán là ẩn rất là thơm các bạn nhé. Những cái mỡ mà dưới thịt vịt đang cháy này các bạn này. Cho nó cháy.
Ông bố đi đâu? Ở nhà chứ. À, thế lại đi đâu? Chơi lại á. Mố lại lâu nhé, lại đi xem ra mình. Xem xong hỏi anh đi coi. Chơi lại đi tiếp không? Chờ đi mua xăng chiều lại đi lần nữa. Để chiều đi thì không thích, để chờ đi thì chiều đi lần nữa. Nói cho lại càng hỏi hôm nay không biết tiết kiệm với chị. Nhà có súng bắn cái gì đó không? Dạ. Đá cái gì đó? Cái gì? Cái gì đó? Đúng không? À. Mình đã xuống nhìn cái con gái không? Thì mà. Đây là miếng thịt vịt nha các bạn nhé. Đấy. Cháu về. Thì chắc là không đi được xe máy thì phải xe ô tô lên thôi. Với trời rét nữa. Vì đang ngủ mà. Trời rét nữa. Đi bố không mà. Không không. Vô ác rồi. Cứ đồng đồng. Để nó cơm chen. Trời, chưa đến 9 giờ mấy. Còn mới hơn 9 giờ mấy. Chưa. Còn 9 giờ được không? Đúng không? 9 giờ rồi. 9 giờ nữa. Nhanh phết. Đấy, hết bụng cái nơi rồi. Cái lợn này ta cứ có một cái nè, một cái kiếm cạp nè. Cắt không có hả? Hả? Có. Cái gì ạ? Ngày nào con liên thì cần là con liên. Có mấy quả mà cao lắm thì chơi cái kèo tính lắm. Ăn cháy các bạn nhé. Đấy, mỡ vịt các bạn.
phải đảo rau liên tục để cho miếng thịt không bị cháy các bạn. Có mà chỗ hổ gì à? Ăn chanh ưng ưng rồi, ổi ăn chín ăn ngon. Răng nhã răng được. Thì mẹ còn hai cái cứ ăn qua đi nó thôi. Gặm vội luôn. Thông mà thường thường trưa mấy giờ với nghĩ sao? Có hôm 10 rưỡi, có hôm 11 rồi. Hơn 11 rồi. Trưa cũng 6 rưỡi mà rồi. 6 rưỡi mồm 6 giờ. 6 giờ. Ừ. Con mặn bắt mặn như con chó này. Mẹ nên ăn giam gớm nha. 5 giờ bắt đầu dậy lục đục thấy người ta đang ăn rồi. Ăn mặc quần áo phải tầm 5 rưỡi là bắt đầu đi ra đứa luôn. Kiểu làm nó sợ người ta làm hết của mình. Làm kinh lắm. Gọi Bắc Việt đây đứa là Bắc Việt đi sớm lắm, bên Bắc Việt thì sớm hơn cả bên cháu. Bên Bắc Việt có từ đây là ra đến cái chỗ nhà văn hóa đấy thôi. Gần có đoạn rồi nên bọn bác đi sớm được. Đúng rồi. Bọn cháu đi về từ đây vốn mãi trong làng đô đây. Nhà văn hóa có mấy bước chân. Vâng. Còn mày cha đây mẹ đến cây số mà. Cây mà chắc tầm cây đấy. Từ đây xuống mãi dưới tường dưới chợ nó cây gì nữa. Vâng, bọn cháu phải tầm nữa đấy. Ép quá thì mẹ mà ăn chán. Mẹ ép ép việc thôi thì mẹ ăn. Ông Du hỏi Bắc Việt về xin xong làm phụ hồ thôi. Phụ rồi bên đánh hồ à. Bên đánh hồ dọn dẹp các thứ đó. Ô Du chợ xuống chán thì sao? Chợ có màn làm gần nhà. Cứ là đoạn 30 cây. Cô mất ngàn nhờ chạm một chút mà được. Vui này không đi có. Chị ơi. Dạ. Đi có. Em không chịu vậy. Bữa ai thấy để được. Hồi bữa trước cả ngàn nữa thôi mà. Vâng. Bữa mấy hôm có thả trong đây mà. Không biết mùa có mày hay thả ngoài kia. Hay là thả ngoài chỗ chính thị. Mấy cái hôm trời nắng ấy. Chưa ngủ mới vừa mới ăn cơm ngủ cái 1:30 cái mới đã bắt đi rồi. Trời nắng người ta nhất phải 2 giờ người ta làm đến 6:30 thì tầm đấy là kiểu mát mát rồi dễ chịu hơn. Đây mặn mẹ 1:30 đã đi rồi. Lúc là vi cát này lúc 1:30 nắng gắt ngô ra bắt đầu trộn hồ rồi bắt đầu đãi. Bây giờ mẹ đang còn nắng nha mẹ hôm đi 1:30 nghĩ lúc mình đi chơi cũng xuống nó mặn bắt đầu rướn tính công được mấy trăm thôi 300 một ngày nuôi ăn nở nhá cái không nuôi ăn nở chắc phải được 350-400 làm đấy mình ăn nở nữa rồi thì mình ăn cả ngày đi nữa ăn sáng thì cứ phở hoặc là mì tôm chọn thì chọn chẳng cái gì thì hỏi em mua cho đó. Vâng. Nước ngọt thì cũng giữa cứ thích gì hắn mua cho cả lốc uống. Uống rồi lấy sức hắn mặn bắt hắn mặn hắn mặn bắt cho mình mặn lại. Được không? Nên gì uống chi? Mẹ đổ cho anh nghe đi nha. Chắc mấy cái thằng thợ chính phải 400-500.
mới hỏi nhà chở trắng là hơn tỷ. Ừ. Cần bận mặc một quần ngoài đó nắng thì không chịu chứ, dù có mặc áo trong nắng vẫn vẫn bị. Vẫn bị. Mặc áo trong nắng mà cứ lúc về cái phải ướt lún rồi này. Thì nó đeo khẩu trang thì nhất là phải ướt lún luôn rồi này. Chỉ có lúc mồ thở không mà. Mồ hôi nó ra đó thì mẹ. Nước thì mình mang một thùng đầy thì về là phải hết đấy nè. Chứ còn đá không thì chỉ có đá cho có nước thôi mà. Mà cũng lạ chứ nữa. Nắng có nước. Bố ông cứ uống tí lại ta tỉnh thật. Dưới nước ngặt lắm. Mua thuốc lào nó xả 2 triệu chứ. Mà không có ai mua được hút đâu. Mà hút thấm. À, tại nó thấm không? Kiểu như lúc mua mà hắn đang đi qua thì mình đừng hút. Hắn mà kiểu như mày đang hút nha, sau hắn chủ gãnh. Hắn lại hắn nổi có thích hút thuốc không? Mình mà chối quay. Hắn giờ gãnh ra hắn nổi phạt rồi đấy. À, hắn chụp trước rồi, đi ra mới hỏi. Tập nhẹ rồi rồi. Khôn lắm, mấy thằng này khôn cực. Cái nhờ, nó một đi thuốc 2 triệu không? Thử nhờ, nó mà lúc biết không nhận lại rồi. Chọn hồ sai bữa sai bác hay ra chọn hồ mà kiểu gì nhỉ, kiểu mà không dùng dùng xô đông đó, ý là anh quy định những cái bảng anh dán cái tờ giấy này 8 xô cát này, 1 bao xi, 3 xô nước anh dán nữa mà mình không chọn đúng nhá mà phạt 10 triệu. Cứ kiểu mình xúc xẻng này mình đông lên mình hát đó anh phạt chắc nước đúng mát của anh luôn đúng luôn. Nhão thì không chi mà kiểu mà khô răng quá mà đang còn vàng vàng á anh bắt xốc lại trộn tiếp hoặc là anh phạt anh chụp ảnh anh phạt nha. Cứ tí là lại phạt. Bảo vệ thì cứ lượn lung linh liên tục mà đi quan sát. Hôm bữa không nghe ông chi lực quan lớn cái gì về đây không biết là mổ lớn lắm chắc to ở mổ mà về thăm là bắt mà chỗ thì quét ra thì quét một cái quảng trường bao la đi bộ từ đây vô về trong Hà Nội rưỡi cười. Có một ông người ông chỉ đạo cho ông cần nha từ mình mà không làm nha ông bới cho thằng đi ấy thằng chất to chất nhỏ ông bới cho mà họ ông bới làm bắt làm hết. Hôm thì thi thoảng lại được cái hôm nhàn như cái thi thoảng mấy cái hôm mà cháu đi mài mấy cái mặt đó kiểu lát hai viên đá này này xong là có cái mạch ở giữa đó mình cầm cái mài dẫn đều ra đúng rồi tính bằng à, thi thoảng thì lại hôm có hôm mất điện nhẫn mẹ bốn rưỡi làm thì đứa không có bữa nhạc bữa nhà quá tải mà kiểu mười mấy cái máy mài một lúc thì điện mua cho đủ được điện đủ nhưng mà kiểu như là đôi lúc anh phải nhảy áp rồi các thứ rồi. Mấy thằng đứa phải thay dây điện liên tục. Quá tải là bị điện. Nhưng mà mười mấy cái máy mài không bằng một cái máy bơm nữa. Máy bơm nữa hút một cái, anh chỉ cần kiểu anh cắm một cái bắt đầu mấy cái máy mài nha. Có khi tấm được luôn. Không chứ quay không mà. Cái máy bơm nó mạnh. Nó mạnh điện. Máy bơm mạnh quá. Còn cất không lắm. Cả cái chiếc máy trộn nữa. Ồ. Đang ăn đấy là cách nướng vịt đánh thuận nhé. Vì
vì quá ngu si nên vì ai nói vội vàng. Đây là cách nướng thịt vịt cho các bạn nhé. Đây, thịt vịt của mình đã nướng xong này. Đây nhá. Đấy, video của mình đến đây đã xong. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.